Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game này đặc biệt một chỗ là nó đến từ studio của Việt Nam chúng ta luôn, có tên là Gunset Girl. Chúng ta lướt thử qua cái trang đêm phép. Đầu tiên thì tôi chơi con game này cho biết thôi, không có tài trợ quảng cáo gì đâu nha. Chủ yếu là game Việt Nam lên thì tôi sẽ chơi, trừ cái thể loại kinh dị là máu me hay là bạo lực quá thì tôi không dám chơi thôi. Chứ Việt Nam lên thì tôi sẽ chơi liền. Game này thì họ đã ra mắt vào đầu tháng 8 này rồi, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi mới rảnh tôi thử qua. Game nó hoàn toàn miễn phí ngay G2Play nha, nên anh em cứ vô là chơi được thôi, rất là thoải mái luôn. Ngoài ra anh em ngại chơi trên máy tính á, trên Steam á thì cũng có một cái phiên bản điện thoại dành riêng cho đó. Thì nãy tôi bấm vô cái trang chủ nó nằm đâu ta, đây nè, đây thì họ có ghi là phiên bản điện thoại luôn đó, tính theo giờ múi giờ Việt Nam của mình. Thì tất nhiên game Việt thì sẽ có ngôn ngữ tiếng Việt rồi, anh em có thể check trên trang đem phép, nên tí nữa chúng ta vô về thử luôn. Tôi cũng mới lướt sang một vài cái hình ảnh với mà nhảy vào đoạn trailer thôi, chúng ta xem thử cái đoạn cinematic của họ dựng thêm. Độ dài 1 phút 12 giây là cũng vừa ổn. Cảnh con chim bay bay này làm tôi nhớ đến cái ý tưởng con game Harry Potter á. 3D đồ dựng cũng rất là đầy đủ, đặc biệt hiệu ứng ánh sáng đồ, effect đồ làm rất là tốt nha. Anh em có di chuyển qua làm phim cũng được á. Mấy cái cây này nhìn như là cái bông cải vậy. Cảm giác như mình chơi đánh bài mà Yu-Gi-Oh vậy, hai bên quăng cái thẻ bài ra rồi mấy con quái nó biến thành hình 3D lên. Dung nham chảy ra kìa. Bên đỏ là bên lửa, còn bên xanh kia là bên băng. Bên này cũng có một con rồng lửa nữa nè. Bên này con rồng băng. Tầm hai con lao vô thì tạo ra cái vụ nổ thì hết trailer là vừa đẹp luôn. Rồi không có vụ nổ, chỉ là bay vô nhìn mặt nhau thôi. Nhìn xích cơ. Họ có nhân vật riêng luôn là đây, Winter Book Studio. Tôi không biết là họ có game nào khác không. À, chỉ có con game này đầu tiên là con game họ phát hành đầu tiên trên Steam thôi. Bản chất con game này nó vẫn là mobile, nhưng bây giờ họ hướng ra cái thị trường mới, đánh vô cái mảng trên Steam. Trên mobile thì tôi không biết họ có làm nhiều con game nữa không. Chúng ta do game Việt nên chúng ta soi soi kỹ kỹ một tí nha. Coi con game này nó có sạn là có cái gì không. Người tính mấy cái phông dữ này thì mấy anh em làm game hay là mấy anh em chơi game nhiều, nhìn vô là biết cái phông này nó rất quen thuộc luôn. Gần đây của Việt Nam là Legend Hot Clip cũng dùng cái phông này luôn nè. Lúc trước thì tôi cũng định đưa cái phông này vô game mình đó, nhưng mà khó đọc quá. Hai cái phông nó khác biệt, nó chồng lên nhau. Chủ yếu là mấy cái phông này để ở đây chắc là sau này làm cái phiên bản tiếng Việt nó dễ đọc hơn. Game này thì bố cục nó vẫn là mobile thôi. Victory. Cái kiểu đi map này nó giống mấy con thù ở Free Fire, có áp trứng nữa nè. Không, tôi đã rất là ngắn gọn luôn. Game này vẫn đang trong giai đoạn early access nên nó vẫn còn thời gian phát triển rất là lâu, tương lai cũng còn lâu dài nữa đó. Tôi cũng mới lướt qua một cái review thôi, cái review này rất là chi tiết đầy đủ nè, chắc là người chơi game chính chủ luôn, họ đánh giá rất là chi tiết với cái bài rất là chuẩn chỉ, một upvote cho họ luôn. Còn không thì nhà phát hành tự viết cũng được. Còn dưới này á, thì chủ yếu là mấy cái review của Clone thôi. Anh em boss như thế này á, Steam nó dễ mà đá xuống lắm. Nhất là mình đang giai đoạn early access á, thì Steam nó gắn gỏng cái vụ này rất là nhiều. Mình boss đủ 10 review trên Steam thì họ sẽ đẩy cái lượng traffic lên rất là cao. Tuy nhiên anh em đen một điều, anh em phát hành game vào tháng 8 này thì Steam nó lại có một cái vấn đề mới. Đó là những con game free to play dạng miễn phí trên Steam á, bây giờ lại xếp chồng, xếp ngang hàng với những con cái bản demo. Đây, mấy game 18 cộng đây, cái bản demo đây. Bây giờ demo là nó sẽ tính luôn là một con game miễn phí đó. Này demo đây, demo đây. Lúc trước thì không có vụ này đâu, lúc trước là demo riêng, còn mà game free to play là riêng. Nên anh em phát hành và anh em bot cái lượng traffic bây giờ thì nó rất là phí. Nó sẽ không nằm ở một top seller mà chủ yếu là new trending với mà phổ biến sắp ra mắt à. Là những cái bản demo như thế này rồi. Với lại game anh em thì nên cứ để từ từ đi, khi nào mà mình bắt đầu tập trung vào cái doanh thu á thì mình hả đẩy cái đủ 10 cái review lên. Khi đủ 10 cái view, Steam nó boost rất là nhiều cái lượng giao tích, thậm chí nó boost còn nhiều hơn cái lúc game ra mắt chính thức nữa. Game tôi thì lúc trước là cũng có phát hành một con game dạng Early Access, rồi sau đó thì tôi đi công tác 2 tuần nên tôi mới bật Early Access nó ra. Thành ra cái lúc mà Early Access tới lúc review nó cách nhau có khoảng là nửa tháng à, thì tính ra cái tổng giao tích của cái đợt hai cái đợt này cộng lại á mới bằng một con game phát hành bình thường. Nên mà khi mình nào mình phát hành chính thức á, mình đẩy cho nó đủ 10 review thì nó ngon hơn. Còn thôi anh em cứ thả nổi đi, khi nào nó đủ 10 review thì nó tự lên là tốt nhất. Steam nó biết hết nha, chứ không phải nó không biết đâu. Mình đánh giá cái này nó nhìn vô nó thấy 1 2 review là nó biết những cái nick đó. Cái lượt review nó không có giá trị. Nên sau này khó lắm, nhất là anh em làm game miễn phí nữa.
cái con game này á thì hai cái đợt của tôi nó cộng lại nó vẫn bằng một con game tôi phát hành bình thường thôi, nó không có khác gì cả đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta lướt lướt xem cái trang Team Fate tôi có gì không, để coi mà họ có hỗ trợ cái trang Team Fate tiếng Việt không á, nên lào không ta, hình như Langua đây, hỏi có luôn một cái trang cổ này là cổ hỏi chứ sao cổ ngã nè, cổ ngữ là cổ hỏi nha chứ không phải cổ ngã đâu. Đây họ có làm luôn một cái trang template tiếng Việt rất là chi tiết, anh em có thể vào đọc, tất nhiên là trong game này cũng có tiếng Việt luôn rồi đây nè, chỉ là phụ đề thì tiếng Anh thôi. Làm rất là chi tiết nha, nhưng mà sao ở trên đây cảm giác như là đánh cái turn bay thẻ bài, mà dưới đây để đánh thì nó theo lượt tương tự như thế này, hơi cũng khó phân biệt tí. Đồ họa thì animation cũng tương đối mượt đó, có điều cái hành trình của animation này nó hơi ngắn, anh em cảm thấy rất là dồn dập luôn, như cái con này nó chuyển động, mỗi cái chuyển động nó lặp lại có khoảng là 1 đến 2 giây thôi. Đây những cái nhân vật khác cũng như luôn nè, mỗi chuyển động lặp lại nó làm rất là nhanh 1 đến 2 giây, nên tạo cảm giác đúng là có mềm mượt, có tự nhiên, có sống động đó, nhưng mà nó sẽ tạo cái cảm giác cho mình là nó lặp lại liên tục, nó có nhìn đồ tạo hình quái rất là đẹp nha, nhìn rất là ấn tượng luôn. Giữ gì 2 4 6 8 10 12 13 13 x 3 là 39, gần 40 con. Dưới này là những cái icon badge, chắc là cái bộ kỹ năng, mấy cái này chắc là thuộc tính nè, mộc nè, thủy nè, độc nè, hỏa nè, nói chung là phát hành rất là đầy đủ luôn, cũng có bản mobile cho anh em trải nghiệm luôn, thì tí nữa tôi lên thử mà cái bản PC thôi, tôi cũng không biết mobile nó ra làm sao. Phong chữ này giống giống kiểu Legend Public. Chí mạng đam rất là chi tiết, rồi chúng ta vô game thôi, game Việt nên chúng ta soi kỹ một tí, nói nhiều một tí thì cứ game Việt Nam ra thì mà lên Steam thì tôi sẽ chơi thôi, bất kể nó là mobile hay cái gì, trừ phi mấy cái game kinh dị hay là máu me bạo lực nhiều quá thì mới không dám chơi. Một vài hay go thì có cái kỹ năng nội tại, bạn có muốn thử tutorial không? Vui lòng chọn một, tiếng game lớn quá không cho option trước khi chỉnh á. Win là một cái hối tinh thể chứa năng lượng từ cái thời đại viễn cổ của những vị thần cổ gì đó, trong cái chuyến hành trình của mình thì sẽ xoay quanh cái vấn đề là thu nhập điều kiện là sử dụng những cái win này. Để bắt đầu hãy đặt ba cái vị tướng đồng minh ở phía bên trái đấy hả, nên cái trận chiến này tương tự thì ba quân địch thì cũng sẽ nằm ở bên phải, tôi đặt bên phải luôn á được không? Cái phần setting ngôn ngữ đâu, cái này là chữ hủy chứ sao mà chữ quên ta, kéo đặt vào đây, khi mà xong á thì nhấn nút ra đi. À mình phải đặt nữa AD đó, AD thì đứng rồi sao, con này cầm gì, ủa đặt rồi là không cho đặt lại hả, lỡ tay bấm bạn cái gì sao. Thôi ra đi, bên họ cũng đặt tương tự luôn. Mấy cái ô này chắc là dạng môi trường, có là bốn cái, những cái win đó thì sẽ xoay quanh bốn cái nguyên tố chính, gọi màu đi, đỏ, xanh lá, vàng, xanh dương, lửa nè, khí nè, thổ nè, nước nè, nói chung là tương sinh tương khắc, như là cái này là tứ hành đó chứ không phải là ngũ hành nha. Lửa thì sẽ khắc gió, khắc mộc đi, còn mộc sẽ khắc thổ, thổ thì khắc thủy, người tương tự là thủy khắc hỏa. Tất nhiên là mỗi cái hero, mỗi cái đơn vị đồng minh hay là quân đội gì đó đều có cái linh hồn, nó cũng là đồng trong bốn cái thuộc tính này luôn, như con xạ thủ AD Kagi của chúng ta nè thì nó thuộc tính mộc. Rồi ngoài ra cái dĩ số nó thì còn có kêu đặc biệt nữa, như cái con rồng lửa này, cái con sờ mai hay lửa này, sờ lam hay lửa này, 31 cộng 25 nó sẽ tăng đam rất là nhiều. Cái này chỉ số tốc độ thì chắc là quy định cái mà lượt tấn công, thứ tự tấn công của nó, nếu như đặt nó là đúng cái nguyên tố yêu thích của nó thì nó sẽ tăng cái điểm tấn công, có ngoài tăng tấn công nó còn tăng cái gì nữa không.
Còn nếu như mà đặt vô cái ô khắc hệ á, thì mỗi tôi nó sẽ bị trừ một cái lượng máu nhận với một lượng đam vô, chứ nó không bị mất cái này đó. Cái gì vậy này à? Đây là 4 gold mà mình có thể sử dụng trong cái tool này. Phía bên trái là sử dụng lên đồng minh hoặc là quân địch. Còn phía bên phải á, mình sẽ tạo một cái môi trường. Cái này anh em dư chữ yên nha, là thiếu chữ yên rồi. Mỗi cái ô sau đó thì sẽ biến thành cái vùng đất trên đó. Rồi ok. Tức là bên trái xài lên mình hoặc là quân địch. Còn cái bên phải này là xài lên cái ô lốc như thế này. Cái ô này là tạo thành cái cầu lửa. Cái vùng đất lửa, những cái hero hay lửa sẽ tăng cái đòn tấn công. Bây giờ đến cái bước mà ra lệnh tấn công. Kéo thả cái gun đó vào đây. Là kéo cái bên này. Cái này sẽ mà tăng 20 tốc, 20 thủ cho hero của mình. Ngoài ra thì chuyển cái phần địa hình thành 6 ô thì lửa. Con này của mình hệ gì? Hệ lửa nè. Con này cũng lửa luôn. Vì đặt cái ô đó ngay con này luôn mới đúng chứ. Bây giờ thì cái này nó thùng nổ, nó sẽ nổ 35 đam, gây 20 đam AOE nữa. Ồ. Mỗi dao là mình đánh được có 2 tuần vậy đó, 2 cái gun vậy đó. Ồ, nó 6 ô luôn, nó ảnh hưởng 6 ô xung quanh luôn. Đúng là lục giác đó. Ủa cái gì đây? Từ từ, nhìn không kịp. Tôi hiểu sao nó cắt cảnh liên tục như thế này rồi. Effect đồ làm cũng được đó. Tuy nhiên cái vấn đề á, sao không cho nó đánh trên map luôn, mà phải cắt ra từng ô cho nó đánh như vậy. Hego thì có một vài kỹ năng rất là mạnh. Hãy thử nó. Cung nào? Cung này cái nội tại á, nó sẽ tăng tốc 2 tool và một cái miễn nhiễm hả? Khi bắt đầu trận đấu với 2 điểm tăng tốc và một cái điểm miễn nhiễm, tấn công quân địch sẽ bằng 160% mát tách. Tấn công tất cả quân địch bằng 60% mát tách của mình. BB là cái gì? BB hả? Với một tỷ lệ phần trăm có thể gây mà thêm cái hiệu ứng làm chậm 2 tool và làm yếu 2 tool cho những cái mục tiêu đó. Nó kêu yêu cầu mình kéo cái lá này vô cái con cung thủ của mình. Từ từ. Bây giờ kích hoạt cái khiêu mặt trời, Hero sẽ sử dụng một cái khiêu kích hoạt rồi. Ok, sẽ sử dụng một cái khiêu kích hoạt. Thì sao biết cái khiêu nào ta, mình có được chọn không? À, mặt trời, hình như cái này là mặt trời nè. Tức là mình xài cái lá này. Xài cái lá mà nó ghi chữ sinh đia sinh đai về mặt trời nè, thì nó sẽ kích hoạt cái khiêu mặt trời. Còn cái này cái khiêu mặt trăng á, mấy con khác có không ta? Có luôn, mặt trời bên phải, mặt trăng bên trái. À, con này là nội tại luôn nha. Đây, một khiêu mặt trời với một khiêu mặt trăng. Còn cái này là hệ thổ. Bây giờ chọn cái gun này. Bây giờ xài cái gun này vô cái ô này để đánh trúng ba con này. Con này nó hệ thủy, hỏa, thủy. Vậy xài cái khiêu lửa vô. Mình không có khiêu lửa. Double hit. Có những cái thẻ khác nữa trời. Triệu hồi của cái linh hồn lửa ở ngay cái ô này. Linh hồn thôi, cái linh hồn lên cái bề mặt của ô này. Như cái ô này hệ lửa, chắc triệu hồi linh hồn lửa. Rồi, xong. Kinh gì? 35 lít ba luôn. Đó, nó chạy anti rồi. Mưa tên 11 với 14 à. Chậm máu. Mít 27 máu. Ý, con rồng này nó mạnh bãi không? Chắc là khắc hệ á. Mỗi xong mỗi mà tuôn á thì một số cái ô nó sẽ đổi màu như thế này. Bây giờ mình biết cách sử dụng cái gun rồi.
bây giờ kết liễu quân địch thôi. Như vậy thì đầu game mình đặt những cái con này ra, những cái ô như thế này, nó có nghĩa lý cho chúng ta, ngoài cái việc là tạo mấy cái quân. Ngoài ra thì tạo một cái linh hồn trên cái bề mặt như thế này nữa, thì cái ô như thế này, ô trắng như thế này, tạo một cái linh hồn thì nó sẽ ra cái linh hồn gì? Magma level 2. Khi ghê vô mấy cái ô này là không biết được nó là gì nha, hiệu ứng bên này. Với lại cái đoạn cắt cảnh á, anh em để ý là mỗi cái con nó sẽ đánh từng đợt luôn, nên tôi nghĩ là những cái con này nó sẽ không có cái đam theo phạm vi ô gì đâu, nó chỉ tính là đơn mục tiêu hoặc đam mục tiêu là hết, nên nó cũng hơi mà hạn hẹp về cái gameplay rồi đó. Hồi máu không cần. Con này 140 trừ 28. Cái ô bên này là cái gì? Làm sao coi máu được ta? Cái ô bên này chắc là máu á. 168, 111, 158. Cái này là cái chỉ số thôi, giống phải là máu hiện tại. Máu hiện tại bên này nè, nhưng mà không cách nào coi được hết trơn á. Anh em thiết kế máu trên mấy cái con này luôn cho dễ quan sát nè, chứ thay vì bấm vô từng cái như thế này mệt lắm. Con gồng cái chiêu chủ động của mình tấn công một cái mục tiêu 130% đam và 15% là đây, thử rồi. Thử vô cái ô, à cái ô không có địa hình là mình không có gọi quái được. Hai con này thì băng, gọi thêm con nữa nữa. Chả kịp đánh luôn, chả kịp chơi chiêu luôn. Rồi có tiếng Việt cho anh thôi. You have touched the power of the runes and become the chosen one. Bạn đã chạm vào cái sức mạnh của ngôn ngữ này. Now you face a choice. Either let all the power you have cultivated be absorbed by the rune, turning everything to dust. Or gather energy from the four basic elements: Terra, Aqua, Ignis, Air, to nourish and collect more ancient runes. Combine them. Restore the great tale created by the ancient gods and uncover the ultimate truth of this decaying world. Ông có phụ đề tôi không hiểu gì hết á. Chủ yếu là mình đi đánh mấy gom mấy cái quân lại, sau đó mình ghép nó lại thành cục gì đó. Bending the runes to your will. Master the basic elements and build your own legacy. Trở thành bậc thầy nguyên tố và trở thành một cái tên tuổi vĩ đại. For the ultimate truth or slowly rot as a plaything of fate. Choose. Rồi, như cái đoạn giới thiệu như ban nãy thôi, tóm tắt bằng một dòng. Đó là kiếm được mấy cái gun, nguyên cái trò chơi của chúng ta sẽ xoay quanh cái vấn đề gun như thế này. Bạn đánh bại mấy quân địch rồi, nó rất nhanh chóng, ba lá gì đó, chữ nhiều quá. Bây giờ thì con này nó sẽ giao một số cái nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ mới: săn tìm cổ ngữ, thợ săn cổ ngữ, unlock một cái công trình xây dựng. Phần thưởng là mở một cái ô để xây dựng, chắc là mấy ô nó đang hiện hình cái ô quá nè. Nhận cái một sao, tướng một sao hả? Building chưa mở, anh em thấy có Battle Pass chưa? Bàn gửi. Bây giờ chưa thanh toán được đâu, tôi nghĩ là con game chính thức đó, thì mới bắt đầu pay to win được. Không biết có pay to win không? Nhưng mà con game này không pay to win thì làm gì đó. Nạp vô unlock Higo ra thì nếu như Higo nó mà mạnh đó, thì gọi là pay to win. Còn không thì mình chỉ có là mua những cái trang phục thôi. Trang phục không thì cũng hơi khó. Cái này là nhiệm vụ hàng ngày, đánh bại hai quân địch gì đó. Cái này sao mà làm được, đưa một cái quân đồng minh 5 chí mạng ha. Đăng nhập điểm danh, chơi 30 trận, úp 10 cái trang bị, chơi 10 trận BBB. Bây giờ chơi BBB được chưa ta? Đây là những cái tài nguyên của chúng ta, cơ bản là có 6 loại tài nguyên nè. Tôi nghĩ là khi xây dựng một cái công trình á thì nó sẽ tăng cái số lượng lên, nhưng bây giờ là một tiếng được nhận được có 8 mấy cái này thôi. Bên này là gì? Mình đang chơi với chế độ ẩn danh, mình có thể đăng nhập vào đó để làm cái gì đó. Cái gì nữa đây? Này là bản thống kê thông tin của tôi thôi. Gì GXK gì 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 sâu quách gì vậy? À bên này chắc dạng tạo cái avatar. Tóc vàng nè.
Cho tự nhiên con hình mấy cái hình này nó lại quẻ vậy ta nè. Nguyên cái dàn dưới cực kỳ là quẻ luôn, thậm chí có Bitcoin ở đây nữa. Đây này ơi. Này cũng chắc hết đó chứ. Thôi, tọc eo. Tọc eo cho nó trẻ mãi không già. Lúc già thì chúng ta đã chết rồi. Z là bộ bài của chúng ta đây. Này là ẩn hiện. Có ngôn ngữ tiếng Việt chưa? Có. Ủa? Mấy cái này thì sao? Anh hùng, chúng ta có đội hình con Goblin Sama. Ồ, thiết kế cái nút này nhưng mà bấm vào thì không được nha. Chúng ta phải kéo thả như thế này nè. Lừa. Con này là chiến binh ở Guardian 30-14-16-14 tiến hóa. Thông tin trang bị kỹ năng. Những cái con mà nội tại thì nó hên xui hơn, nó ổn định hơn, anh em dễ kiểm soát hơn là những con có khiêu chủ động như thế này. Chủ động thì tự nhiên nó cho mà mấy hướng này. Goblin thì tôi không chơi đâu. Gặp mấy thằng Goblin laser là mạnh đó. Mấy anh dép cũng biết là chúng ta sẽ không chọn con Goblin nên cho một cái con xạ thủ nhìn giống Talon như thế này nè. Nó cũng chung một cái hệ mộc như thế này luôn. Đó, chung cái hệ mộc luôn. Sức đặt cổ ngữ nè. Mới đầu tiên mảnh hấp thụ 1, 2, 3 là thư viện. Cổ ngữ thì chúng ta chỉ mới tìm được có 12/100 thôi. Châu không lóc cho tướng của bạn thì châu làm cái gì? Z, Z là mới bấm vô. Cấp độ nhà chính. Ôi ôi ôi. Trang bị cổ ngữ cho tướng. Hãy trang bị cổ ngữ cho tướng của bạn tại cái giao diện cổ ngữ. Mỗi cổ ngữ được tạo ngẫu nhiên từ hai mảnh kiến tạo bên phải và hấp thụ bên trái. Mỗi cổ ngữ thì có số đầu lâu từ 1 đến 3 biểu thị cái trọng lượng, giá trị theo trọng lượng đó. Nhìn cái đầu lâu nó là lệch, nhìn thấy có chịu không? Cái này nó dính bên trái nè, còn cái này nó dính bên phải nè. Khi trang bị cổ ngữ cho tướng thì tổng trọng lượng những cổ ngữ này không thể vượt quá cái chỉ số GF của tướng đó. Cái phần cái nút setting đâu ta? À đây nè. Nhìn là sao lúc nó to lúc nó nhỏ bất thường như vậy. Game này thì chắc không cần mà FPS cao đâu. Có giấu được không? Ôi. Ngủ nghe không được ơi. Đã giếng thôi. Hai cái nút này thiết kế bự quá, mà cái nút nào nó cũng mà nguy hiểm cho anh ngứa ngứa tay bấm vô cái là mệt đó. Rồi bây giờ trang bị con ngữ vô cái phần Z. Không, con Goblin này không chơi, nét. Ủa sao tôi hết coi được thông tin mấy con này ta? Vàng coi bên Hego, con này là hệ lửa. Con này là hệ mộc. Con này là hệ thổ, rồi. Hệ hỏa nè, hệ hỏa thì trong cái điểm thép này cho tướng của bạn vô cực tuôn tuôn cho tướng của bạn 30% sức tấn công, triệu hồi cái vị thần theo nguyên tố địa hình của cái ô này. Từ từ tôi coi con nào là đam cao nhất đã. Con nó nằm bên đây. Attack 37 cái bộ kêu của nó, dùng toàn bộ số Fugi đang có để tấn công kẻ địch với số lượng sát thương 80 attack sau số Fugi. Chuẩn bị dữ gì không bấm được. 37 31 34, con này là đam cao nhất. Con này không chơi, nét. Tấn công và đánh thường, nó có phạm vi hay là hình như con này không có khái niệm đến xa hay đến gần thì phải con game này đâu. Hồi nãy tôi nhớ con cung với con súng với con rồng nó bắn như nhau hết. Đam nó cao nhưng mà sao phép nó vừa đủ. Con này thì máu cao hơn có tí xíu à, nó cao hơn có 2 máu nè. GF này là cái gì đó? Là cái chỉ số mình lắp ngọc dưới này. Rồi ok. Vậy mình sẽ tập trung bui đam cho con này. Con này nít ngọc lắm. Rồi chúng ta bắt đầu bui. Mưa gào tạo địa hình nước. Tạo địa hình nước. Tạo địa hình nước thì không cho con này đeo được rồi.
Rồi xong một cái quét triệu hồi địa linh, con này hệ mộc của hệ thổ. Hệ thổ xài vô cái ô hệ thổ gây sát thương ngao nha, cho con này đeo. Tại con này nó 14 lần tạo đi hình lửa. Cái này xài vô con tướng của mình thì cho con nào hệ hỏa như con này nè. Con này phải hệ hỏa không ta? Đúng rồi. Con này nó sẽ tấn công luôn và nó tạo cái địa hình hệ lửa dưới chân luôn. Dính mấy con kia không trời? Cái tháp này bình thường thôi, cái này là bút. Con này máu, ủa không phải. Cái này địa hình thổ ngẫu nhiên. Nhật kỹ à? À cái chiêu mà sinh á, chiêu mặt trời á. Nhật luân ấn. Con này hình như là không có chiêu mặt trời á. Phẩy điểm không được rồi. Rồi, ok. Bây giờ thắng 1-1 ải tại chế độ chinh phạt. Chinh phạt là cam phái á. Có khá nhiều thứ nha. Rồi chúng ta đi cái đầu tiên. Chạm để chọn 3 tướng. Cái này là quân địch của nó thôi, nó có thông tin của quân địch không nè. Bèm nhau. Thu nhập tài nguyên mỗi ngày có thể giúp tăng cấp Battle Pass. Rồi thôi. Ô này không được để. Cái việc đặt quân đầu tiên như thế này có ý nghĩa gì không ta? Bây giờ bắt đầu tập kích của nó thôi. Sao tôi chỉnh tiếng Việt rồi mà. Con gì vậy nè? Tụi nó speed 35 không à, nên nó đánh trước mình đó. Ủa ô nào đâu cái ô hệ đất vậy? Như cái này chắc hệ đất quá. Con gà này hệ lửa. Như thấy nó kích hoạt cái chiêu mặt trời luôn nè. Tôi cắt thử cái vô cái quân nó coi nó kích hoạt được cái chiêu của nó. Ồ lướt quá ha. Mấy cái này nó đánh ngẫu nhiên hay gì á, rồi mình không có kiểm soát được nó đánh ai á. Chưa dưới hơn khoảng 63 máu à. Ba máu. Con này nó cắt hệ rồi, nên mỗi tôi nó bị trừ mười mấy máu nè. Không, con này không xài được cái chiêu đó. Không xài được luôn, chết tôi rồi. Được nào. Bách thiết. Trời ơi đi đánh con ba máu bằng nguyên cái ulti không nổi thôi. Ông không biết chọn mục tiêu hả? Ông lựa cái con máu ít nhất ông xài nguyên cái bộ combo vô. Hmm.
Rồi, kết thúc game. Game dễ. Con này là con địa linh đó. Đó. Bổ gà nè. Ủa? Hết 4 tuần mà nó không chết. Nó không còn kill, không còn cái win nào nữa hả? Mấy cái mà SFX của cái đòn đánh á, sau effect đó, nghe cảm giác không có lực gì hết, nó sẹt nhẹ nhàng quá. Nhạc nền thì đã quá to. Nhận phân thưởng. Nơi nguyện cầu đầu tiên. Đây, mở được cái ô này nè. Xây cái này rồi. Đặt cái gì? Đặt công trình thánh tích vào ô căn cứ là sao? Là hình như là tôi xây cái đó là đúng rồi đó. Cầu nguyện cho một con ngữ. Gacha ở đây. Ủa giống cái avatar mà con bé nãy quá vậy. Trời ơi, có hai hộp mà chết tôi rồi. Mở phá một công trình, nhận một công trình có sinh mệnh một sao nữa, nhận phần thưởng. Chả biết cái này là cái gì nhưng mà nó cho thì mình cứ xây đây gì. Hôm này hôm này. Chịu hồi tướng hả? Chịu hồi đâu? Ê. À, nó xây cái này là sao đó? À mình chọn vô thì nó quay thôi. Bây giờ đánh hai ải nữa, ấp một trứng, ấp trứng ở đâu vậy? Ba đô nè, có 1.000 tiền thôi, vàng. Mấy cái này anh em dùng mà mấy cái ảnh độ phân giải kém quá nè, chọn lại cái độ phân giải cao hơn nè. Nè dưới này còn rõ nè, dưới này anh em không biết có chọn nhầm cái thumbnail không? Ủa sao có một nút như thế này? À. Thôi, chế độ trung bình đi. Lại quản ăn hành cái mang nhục nữa. Hỏa. Thổ. Con nhện hay gì? Nhìn cái này giống hệ nước hệ thủy đó. Cái hành động đặt ô ban đầu như thế này không biết có ý nghĩa gì luôn. Chết rồi, không đổi được rồi. Thả ra cái là dính luôn à. Mấy thằng này anh em đánh với máy á, mấy con này nó không có xài kill, không có xài cái gun á, nên mình xếp gần gần được. Còn nếu như mà đánh với người á thì nên xếp xa ra, trừ phi anh em chơi chung một hệ hoặc là có những cái kill boost á. Giống như anh em chơi chung một hệ toàn bộ ba con hệ lửa hết mà có cái ô chuyển cái nền thành hệ lửa thì anh em vứt vô ba con nó gần gần nhau thì khó lắm. Nè tạo đi hình lửa nè. Này hệ thổ à, thổ hay thổ một hỏa. Không có đánh con này được. Cô này đâu gì trời. Hay thổ thì lấy cái ô mộc này. Ô mộc này nó đánh vô mấy con thổ nó rất là đau. Cái này cùi quá. Cái này tí nữa mình mất máu hả trời. Còn cái này xung quanh không có địa hình lửa nào hết, mình chuyển hình địa hình nước thì nó vô dụng với cái này nữa. Trời ơi nó xấu. Để em gái rồi nó đẹp không? Nè hụt hết.
Ủa sao nó cứ đánh con này không vậy ta? Này nó còn chấm máu thôi, thôi sao nó tự chết rồi. Tao thử coi thử cái tháp canh nó ra làm sao. Đã thiệt. Cái tháp canh đâu? Sao đánh đánh hụt không như bay? Con này bao phu ghi rồi nè. Bây giờ nó phạt cái có khi chết luôn con đó. Đây kỹ năng, kỹ năng của nó là phu ghi 80% số phu ghi hiện có 42 sau 0.8 là khoảng 32. Mình có mấy hộp ta? 1 2 3 32, mình có 3 hộp gần 100 đam. Con này 171 thì nó còn khoảng 150, 104. Con này thì còn khoảng 50 vô dụng. Trời ơi phế. Rồi kết thúc. Chém nó. Ủa sao phải cuối có 4 đam vậy? Bạc nó, hồi máu lại. Ủa cái con này tác dụng gì ta? À giờ nó mới đánh. Trời ơi, con tính đâu hồi nãy là lúc cái đâm lửa thì con đã đánh đầu mà ta. Nè, độ phân giải quá thấp nè. Nó có goblin hay thổ. Kích hoạt bên tiêu bát để nhận toàn bộ phần thưởng cho Battle Pass. Mấy cái vòng màu xanh này tôi không biết nó có ý nghĩa gì không, hay là cái chỉ số máu của nó. Anh em tốt nhất nên thiết kế cái thông số máu như này, hoặc là cái thứ tự speed đó, tốc độ, hay là một cái nữa đó chính là cái gì ta. Ừ đúng rồi, cái icon nhỏ nhỏ trên đây để mô tả cái nguyên tố đó. Tôi thì nhớ con này hay lửa nè, này hay thổ nè, này hay mộc. Con này màu xanh thì đương nhiên nó mọc, con này hơi hỏa rồi, con này hơi thổ, là nó cũng màu xanh đó. Nên nhớ hệ của nó hơi mệt. Nên cái ô này khá là phế. Ây da. Ây da. Máu còn đầy. Máu mất tí xíu. Máu mất một tí xíu xíu xíu. Bây giờ nó chịu hồi cái ô này là con vệ thần nó ra cái nguyên tố gì trời. Phải bấm đại đi biết gì đâu. Cái sở tiêu của là cái gì đó. Chấp chết thằng này rồi, 64 đam, rồi còn 5 máu. Bị sao tôi nó hả ông?
Không được, không có xài chung anh được. Thịt nó, thịt nó. Có khi thua được ngược á, mà có thắng đâu mà gọi là thua ngược. Phá mau chí mạng đâu. Chết con này, còn con này. Hai máu, vẫn sống, không sao hết. Mày gì thì bố lao. Xong đánh con này nè mấy ông. Mấy ông không đánh con Slam này. Tuần sau sợ fit thằng nào cao ta. Fit nó 37, 43 chết cụ rồi. À con này đánh trước thì nó giết một con. Giết một con không thì bên nó còn một con, nó sẽ giết một trong hai con này thôi. Một trong ba con thôi. Nên vẫn win được. Hai máu. Vẫn không chết. Bố láo nè. Rồi con game này có thành tựu hay là cái gì không ta? Trứng ở đâu? À trứng này nè. 5.000 tiền, lấy cái gì ấp? Làm sao có 5.000 tiền ấp trứng? Lấy lẻ cho đánh tới nãy 1-3 thì cũng phải cho mình cái trứng để mình chơi chứ. Bỏ vào túi là cho. Chắc là thu hồi công trình đó. Ấp 8 tiếng trời ơi. Thì là trứng này trứng xịn đó. Sao ấp trứng được. Không để đi đấm nhau tiếp. Gà hay lửa à? Gọi là gà móng đỏ nè hay là gà quay? Biết nào đủ 5.000 tiền hấp chính trời. Bụp bụp bụp. Con này mình không có kích hoạt cái chiêu thức được nên cái Fugi của nó quay quay đúng vô dụng luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Nó đánh gì đâu dữ gì nè. Trăm mười đánh nó còn 70 là tính ra có 40 đam à.
Rồi chết luôn cái con mà tinh linh của mình này. Ít ra con đã đỡ được hai đòn, hai tôn. Là nó tính ra cũng khá là mạnh á. Con này vẫn chưa ai đánh nó hả ta? Mình hết bài đó. Hai mươi lăm phần trăm nãy giờ tôi chưa thấy cái tháp canh nào luôn. Bộ bài của mình nó xấu quá. Mà con game này Gogulai thì mình chết hay là mình thua nó có bắt đầu lại không? Tôi nghĩ con này chết trước nè. Con này nó còn vui máu luôn, ba máu thì cần hai máu. Vãi thiệt. Trời ơi. Con này bị sợ tôn này. Sợ tôn này nó không đánh luôn nên rất là mạnh nha. Nó đánh trước không? 45. Con này đánh trước được thì được rồi. Đánh trước được thì nó chết cũng không sao. Cái ép này để làm gì trời? 3.400 tiền. Rồi nhà chính sẽ lên cấp hả? Biết rồi mà không có tiền, nhấp hoài. Battle Pass lên cấp chưa? Làm sao để lên? 3.1 hộp. Cái cầm file nữa đủ rồi. 265 là cái gì ta? Là cái điểm này phải không? Tiếp đúng đòn bấm đây. Tôi nghi thua quá. Sao con này nhìn nó dị hổm gì nè. No hope. Game khó. Số game revenge. Sao con này nó bự vậy? Con hầm mộc con lửa hả? Xung quanh không có ô đầu địa hình lửa luôn. Ê. Một cái thôi. Trời ơi nó đánh mình chí mạng không vậy? 60 đam. 42 đam mà còn bị chón nữa. Sắp chết luôn rồi. Thua rồi. Có một ô lửa nè. Chết luôn. Rồi test là sao đó.
Có phải Angle Tech là sao? Cái đòn cưới nhìn đúng đẹp đúng ngầu vậy đó mà nó gây có ba đao mà. Trời, nó đánh đều lần lượt ba con vậy đó. Rồi, hên xui thôi. Giết nó. Không được, mất có 22 máu à. 3 máu, vẫn sống, sống được win này. Giờ sao mình đứng trước. Trời ơi, sống đánh con ít máu không. Last hit, 3 máu anh vẫn sống. Lát hết cái phát nữa nào. Mình không được chọn được mục tiêu nên cái vấn đề này nó cũng hên xui dữ lắm. B Victor ghi là sao? Ôi ôi, nhìn sao nó xịn sò hơn mình nhiều quá vậy. Ôi bàn này chắc là ton rồi. Dễ 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 dễ. Vì sao con game bắt đòi 5.000 để ấp trứng mà đánh lòi con mắt, trong khi cái nhiệm vụ nằm cạnh nó thì đánh nãy 1.3, bây giờ đánh tới 1.5 mà vẫn không đủ tiền. Nhìn ta ngầu đét gì trời. Ui ui, vậy con này phải giết nó trước để nó cuối cùng là nó đấm một phát là đi luôn á. Ô nước liền kề hả? Sao nó lại bất công như thế này? Thôi. Cái lá đó nãy xài vô bên mình mới đúng á. Tôi xài thử vô thằng này thì đúng là bất công dữ thiệt. Trời, nó đánh đau hết đó nha. Thấm máu kìa. Ây da. Gạt gạt này, gạt liền mới được. Cái gì nữa đây? Mày chết rồi. Cái con gì nữa này á? Thôi rồi, nó đấm muốn chết luôn. Thua rồi. Rồi con này thì có khả năng nó trụ được một tuần nữa. Cho nó toàn bút vô quân địch không vậy?
Game nhân phẩm à, dính độc luôn rồi kìa, ba độc, ba độc. Thằng này nó đấm bây giờ chắc mình thọc máu luôn á. Một hit đi luôn. Giao sao ăn thua, bên nào đánh trước thôi. Không có ô lửa nào xung quanh luôn. Thôi xong tôi rồi. Có con này chắc nó đỡ được phát đó. Chết không? Chết luôn. No hope. Chơi bức dễ mà con ăn hành như thế này nè. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu con game cho lắm. Hên là nó đánh vô đồng minh đó. Vẫn win. Đúng như tính toán. Mặc dù đéo hiểu đang tính cái gì luôn. Cái gì 1-6 ở đây à? Chưa có ấp trứng được ông nội ơi, ông cho tôi cái phần thưởng quét sau cái gì vậy? Ủa, bấm đâu nhận vậy? Rồi, đủ 5.000 ấp trứng rồi nè. Trời ơi, xong cái nhiệm vụ phát sau luôn rồi mới được cái phát trước nữa. Đó, giờ mới xong cái nhiệm vụ đầu nè. Anh em thiết kế quét kiểu này là hơi bị ngược cạo rồi đó nha. Thời đại hoàng kim trở lại. Được thôi. Bổ nhiệm một tướng vào công trình mới hả? Đặt nền móng. Ủa sao xây dựng công trình mới được? Tao, tao tu xây dựng. Building đó. 2.000 tiền, trời ơi, cái gì cũng tiền cái gì. Rồi xong là nó tự nhận à. Bây giờ kiếm tiền đâu ra mới là vấn đề nè. Không lẽ ngồi đợi 6 tiếng ngồi cho đến khi cái trứng nó nở ra. Bây giờ tôi xong luôn cái quét 1-6 rồi đó. Nên thành ra là nãy giờ tôi đánh là hơi bị vượt một nhiều rồi đó. Nâng cấp tướng một lần. Giờ xua đi. Con này nâng thì ngon hơn. Nắm ngang. Rồi xong chơi. Trời ơi. Xây dựng một công trình mới, nâng cấp trang bị tướng một lần. Ấp cái trứng hết 3.000. Lại 5.000, nghèo quá. Cuộc đời nó nghèo quá, thua trận nó nghỉ nghe không. Có mức siêu dễ không, chứ mức dễ bây giờ thấy hành quá rồi. Ê, phần thưởng là những cái trứng kìa. Bà con tôm. Thôi, mấy con này dễ.
Rồi, giờ sau xài cái cục sắt này chết nhận nè. Lúc đó thì mình áp đảo số lượng nó là win chắc. Chết luôn rồi. Chết con nhện rồi. Gì sao mèo vậy? Thôi win là được, cần méo gì bán kia. 12 máu. Xong, xong con gà rồi. Rồi còn đây 3 đến 1 thì một tuần nữa là hết. Này thì gà nè. Sờ lam nè. Không có chiêu nào kích hoạt cho cái con này. Nó chém cái có khi cá trăm đam á. Nhưng mà mình vô cái chiêu kích hoạt cái thuộc tính năm đó, trứng nè. Trứng 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 trứng. Bây giờ ấp nó còn đòi cái gì nữa không ta? Tiền quên đó. Rồi thôi. Một tiếng cộng 100 vàng. Bây giờ ngủ giấc đến mai được là 2000 vàng thì vẫn còn thiếu khoảng 2400 vàng nữa. Em nghèo lắm anh ơi. Bây giờ lại chế tạo ba cái đá gì nữa đây. Chừng nào mới thua để đừng nghỉ đây trời. Ủa? À. Sao nhìn tụi nó kinh quá vậy? Nhìn người ta ngầu đét như thế này đâu. Ít nướng. Sống đánh con ếch đó ông cốc. Chơi chơi chơi, nó đánh một phát 60 máu. Ủa, sau này không mất máu. Nên đánh con này nên chim ơi. Ngon. Chết nè con ếch. Nam ếch với chúng tôi vậy. Bốn đến một không chọn cũng que. Ủa con này nó đứng đây hoài luôn hả gì vậy ta? Ngon cái gì? Gì mà không biết. Rồi game dễ. Game dễ của dễ. Nhiêu tiền được nhiêu tiền vậy? Ủa phan. À đi đây. Chuẩn bị đánh boss rồi. Đánh boss là game hết dễ rồi. Game dễ là do tôi chơi mức dễ. Trời ơi. Ủa con này thay thổ mà. Này thay mộc.
56 đam. Trời, nó đánh cái dính độc luôn. Đi ra. Đúng đó, tập trung đè chết con này đi, đừng có đánh mấy con lóc cốc này đó. Dạ. Rồi không, con này nó đỡ dòng tôi rồi. Đánh tuần sau con này đánh đường phát nữa thì đủ. Tuần sau là hai này chết rồi. Thử cái chịu hồi thấp canh nè, không hồi máu ở đâu. Rồi xong bạn rồi, bạn còn gì để nói nữa không? Thấy hiu hiu sống không, 30 đam. Tuần sau nữa thì con này nó chết bằng cái này, mình không cần đánh nó. Mang con này để mọc, không có nào hệ lửa xung quanh cả. Rồi end game ở đây. Thôi gọi rồi, sao đánh dưới mà đánh con trên. Tiền không công trình gì để đặt, không có tướng để đặt luôn. Nỏ pha lê có 3 thằng, có 4 thằng, 2 thằng, 1 thằng đi làm công rồi. Của nãy giờ đừng tiến rồi đó hả? Một mỗi giờ. Cái này là hệ hỏa nè, nên tôi đúc con hệ mộc này vô á thì nó cộng 108. Đúc con này vô thì nó cộng gấp đôi luôn. Còn nếu như đúc một cái con bình thường không thuộc hệ nào vô thì nó 108. Thị thủy thì chưa có con nào cả. Ủa, cục đá này nãy bấm vô đâu mà coi cái chỉ số gàn điện đó ta. Nào cũng đòi hai đá nha. Lò luyện kim. Mới vô cho quay gacha nhiều nhiều tí đi. Ủa cục đá, lò luyện kim là cái lò nào? Cái này cái mỏ vàng, cái này cái lò hy tinh. Còn cái này cái đền thờ. Đền thiên tế gì đó.
Tôi bắt đầu ghé cái câu kích hoạt Pentium để nhận phần thưởng Battle Pass rồi đó nha. Lên một kẻ địch liền kề của ngẫu nhiên để giành đi. Isula là cái méo gì? Phải vậy là phải kích hoạt cái âm này rồi mới tới cái dương này, mà cái âm này mình không có cái nguyệt, chỉ có cái nhật là cái dương này thôi, nên làm sao kích hoạt được để tăng dăm dăm đám cấp lùa. Cái steel là cái gì tôi cũng không biết luôn. Có hàm lậm đạm à? Nó đánh lại một phát 50 đâm. Chết tôi rồi, con phu luôn rồi. Đánh đồng minh nữa. Rồi thua rồi. Không có kích cái gì solar được. Rồi đánh phát cuối đi rồi chuyển sinh luôn. Gồ test là cái gì ta? Rồi test thì nó dạng như cái hồi quang phản chiếu vậy, là mình có thể sống lại một lần nữa vậy. Con này nó đánh nguy hiểm quá à. Nó đánh một phát là con vu luôn à. Thôi, nó đánh một phát con vu luôn, là con này nó chuyển qua đánh đồng minh mình đó. Bây giờ muốn qua hải này là vô phương. Rồi test nó không? Không. À thoát thoát so game. Bây giờ làm sao mà nâng tướng lên được, nâng cấp trang bị vô tướng được. Phi vũ gì ông này ông leo kinh quá vậy, leo tháp là leo làm sao? Bây giờ vấn đề là nâng cấp trang bị cho tướng thì nó lại yêu cầu là mình phải có hai cục đá này. Cái vấn đề hai cục đá này thì nó lại nằm ở trong mà cái nhà, trong cái lò luyện kim. Vấn đề bây giờ là lại méo có cái lò luyện kim. Vấn đề bây giờ là méo có cái lò luyện kim nên cũng chả làm gì được. Hồi nãy thiết kế quét thì đòi ấp trứng, mà ấp trứng phải có 5.000 tiền. Ấp trứng với đánh nãy 1-3 lại 5.000 tiền.
thì phải đánh tới ải 16, 17 thì mới đủ lần, mới đủ lần. Cái gì? Cá cược. Trời ơi, tài xỉu rồi. Bo tài luôn. Rồi thôi, game này chắc trên đến đây thôi. Nhiều đó đủ rồi. Gì gán hay go gì ở đây nó vậy? Chỉ số công trình rất là lâu. Game này tính ra là anh em chơi như là Last of Time chứ. Phải đánh lâu dài. Sau này không biết có đem tướng qua nhà người ta đánh nhà người ta được không đó. Thì chắc có như ba cái hàng rào thủ hộ nữa, mình đặt mấy tướng mình vô thì cho nó thủ thành. Rồi mình đi công thành thì mình đem tướng mình đi, mình đi công. Ngoài ra có cơ chế đồ cho mượn tướng hay là xây quanh tướng gì nữa chẳng hạn. Rồi, nói chung game việc làm thế này là cũng vừa đủ. Trời ơi, nãy bỏ con này ra mà quên lắp vô cho con này. Ba kill nó đều là ba kill chủ động hết. Làm lại, trận đó thì nghỉ. Đó, giờ đứng gần gần nhau dễ dễ nhìn không? Năm đến ba. Mười máu vẫn sống, vẫn sống. Rồi bị con phu luôn rồi. Chung giết con này trước mới được. Để con này nó gõ cái là quân mình nó đánh lẫn nhau nó mệt lắm. Đó. Trời ơi. Nó đánh khôn dữ thiệt á. Trời, đi đánh con cóc. Ủa không bị xỉn à? Không bị con phu à? Bay màu win rồi đó. Last hit. Con này cũng còn khoảng là 3/4 cái máu thôi. Tôi tưởng bấm vô cái dấu vô cực này là nó tự động đánh khi mình hết ba cái gun chứ. Hết gun thì mình đâu có điều khiển gì được ở đâu mà không để tự động đánh được rồi. Cái gì? Trời ơi.
Win sau, nếu như mình đánh trước thì có khả năng vẫn là win. Nếu mình đánh trước thì vẫn có khả năng win. Win. Có chí mạng là win rồi. Miết. Rồi win rồi. Một máu. Bên đua mình à. Rồi sao mà qua 37 đam được. Trời ơi. Cái này không qua 37 đam là thua luôn á. Rồi đủ đủ 40 dư 3 đam. Vãi cả mít. Vãi cả không chí mạng. Trở thành người được chọn rồi. Xong cái nhiệm vụ là người được chọn luôn. Nhưng mà vẫn chưa nâng cấp trang bị tướng được. Vẫn chưa cái lâu đài tình ái gì được. $5,000 mới quay ra cha được một lần. Chấm than hoài, mệt quá, không có đá ông ơi. Nhưng mà nó tăng có một đam mà nha. Nếu như tăng một đam á thì tăng cho con này nó lợi hơn rất là nhiều. Tại con này nó đánh 3 lần. Đánh 3 lần anh em sẽ tăng được 3 đam. Còn như con này tăng một đam nó đánh một lần thì 40 lên 41 chẳng hạn. Còn như con này 3 đam nãy nó đánh 40 là lên 43 đam á. Còn phòng thủ thì nên cho con này. Tại vì con này có khả năng đạo giáp nữa. Nên nó thủ châu là được. Bây giờ sắp xếp mấy cái tài nguyên này nó không hợp lý cho mấy. Đáng lẽ phải cho cái công trình mà cái công trình gọi là cái công trình tạo đá là cái lò rèn á, lò luyện kim đầu tiên mới đúng á. Trong khi cho bốn cái công trình này rồi trả cái lò luyện kim thì cũng chả làm được cái vấn đề này luôn. Rồi sau đó thì phải thay cái ấp trứng nè, mới vô 5.000 tiền thì tiền đâu mà ấp. Hai trứng này giống thịt à. Hoặc là cho cái lần ấp trứng đầu tiên thì giá phải 500 thôi. Chứ để làm cái quét đi tới nãy 1.10 luôn rồi, 1.6 luôn rồi nó mới xong được cái quét này. Nó mới xong được cái đủ 5.000 tiền để ấp trứng này. Thì quá là to. Thiết kế mấy cái nhiệm vụ này. Tôi không biết ông Dev không có test rồi không, nhưng mà nó hơi ngược cường dữ lắm rồi đó nha. Sai quá sai luôn. Rồi, nay chúng ta chơi con game Việt đến đây thôi. Bất cập đầu tiên là chúng ta chưa có cái phần Việt hóa hoàn chỉnh. Nó chỉ có Việt hóa cơ bản thôi. Như chỉnh qua tiếng Việt rồi nè. Thì cái bộ khiêu những con này. Những cái bộ khiêu nè. Lâu lâu thì nó vẫn còn bị lỗi. Đó. Bên này thì cái bộ khiêu nó vẫn chưa có dịch được đầy đủ. Thì biết cái này là Nguyệt chứ cái này là Nhật là được rồi. Nguyệt Nhật. Với lại chưa có giải thích cái Fugi là cái gì điểm nộ. Thì biết là kích hoạt cái điểm nộ rồi đó. Có Fugi rồi. Và ngoài ra thì cái điểm sợ tiêu này tôi cũng chả biết nó là cái gì luôn. Xung sức hả? Tiêu này là xung sức tăng sức tấn công phải không? Giờ mới thấy. Trời ơi. Thì ghi là xung sức đi. Sao đi ghi là sợ tiêu? Vẫn còn tiếng Anh nữa. Ngoài ra thì con này nó xoay quanh cái cơ chế sức mạnh đầu tiên á. Tiền. Tiền để nâng cấp cái gear lên. Cái thứ hai nữa là Hero phải ngon. Cái skill ngon nhất con game này á là cái skill của cái thằng ọt cầm chài nãy á. Nó là cái skill Confusion á, là điểm trốn ván á. Khi cái khiêu đó nó bị trốn ván là nó sẽ quay ra tấn công đồng minh. Mình vừa phá được một cái tool tấn công của cái hàng quân địch, đã vừa gây down được cho cái hàng quân địch cái lần nữa. Gần như là gấp đôi hiệu ứng luôn. Nó còn ngon hơn sợ tool rất là nhiều. Ngoài ra thì cái chiêu tạo địa hình lửa, con chim lửa tạo địa hình mà triệu hồi một cái linh hồn địa linh đó. Không phải địa linh, triệu hồi cái linh hồn thôi. Đây là vệ thần nguyên tố nè. Thì cái ô ngon nhất là cái ô lửa. Tại cái ô lửa nó tồn tại ngoài luôn á. Đánh xây vòng vòng nó rất là ngon. Ngoài ra thì tôi chưa biết hết những cái vệ thần. Những cái vệ thần theo cái thuộc tính. Có 4 thuộc tính thì chỉ mới nhớ con cái à. Với một cái nữa là những nó gây chóng hay cái gì đó không nhớ. Nó gây Confusion nữa. Còn lại mấy cái một nút này. Hai một sọ, hai sọ, ba sọ gì đó. Thì tôi không biết nó ba sọ thì nó có ngon hơn một sọ không. Nếu như ba sọ ngon hơn một sọ thì nó đáng. Còn nếu như ba sọ mà nó y hệt một sọ
thì sọ càng nhiều như thế này. Như cái này 6 sọ nè, thì nó lại quá cùi đi. Cái dấu ngã tun tun này là tôi cũng không biết nó là cái gì luôn. Ngã tun tun. Thôi, nay chúng ta chơi đến đây thôi. Ok, bye bye anh em. Một con game Việt Nam mà anh em rảnh rảnh thì cũng có thể thử qua được đó. Trước mắt thì nó vẫn là ly offset thôi, nên còn rất là nhiều điều để làm trong tương lai. Thôi. Ok, bye bye anh em. Có thời gian rảnh thì tôi sẽ tìm thêm một số game Việt nữa tôi chơi.